nuôi luôn. À thế à? Là gà như kiểu nuôi kiểu kia. Ờ. Thả rông ấy. Gà thả rông luôn. Thế à? Ngon lắm nhỉ? Nhìn mỡ nó biết là. Nhìn mỡ như thế nào là gà? À. Nó phải màu vàng như này chứ không phải ai nhuộm đâu. À, tức là màu vàng. Gà tự nhiên chứ. Gà tự nhiên làm mà mỡ nó màu vàng thế à? Thế. À. Bây giờ ra em nói thật chị, ra thành phố thấy nó ngon thì chắc chắn nó ăn nhuộm tanh thôi. Ăn tanh lắm. Nhuộm đẹp thôi. Chứ gà nếu như gà nuôi công nghiệp ăn tanh lắm. Thì là phối màu thôi. Ờ. Thế hả? Đang cướp. Đây nó là trực tiếp luôn. Ờ. Đấy, từ ấy ông bà, chính ông bà mình, ông bà em làm được mà. Ờ, ông, là ông bà nuôi luôn đấy à? Ông bà nuôi luôn. Ờ. Ngô thôi. Ờ. Thế à? Này, cái thịt nó chắc. Chắc mà. Nó đỏ kinh ấy nhỉ? Này, nhìn nó thăn như này mà. À, ừ. Trông như thịt trâu ấy nhỉ? Thì đó. Ờ. Nó thăn. Người à. Ấy. Ừ. Con này, con về đây là vùng ngoại. Hả? Con về đây là vùng ngoại. À, thế à? Nhà em ở gần đây à? Em ngay chỗ mặt thôi. Thì không biết đâu. Chị mà lên dốc ấy. Hết đỉnh dốc ấy, hôm nay ông chị khu chợ ấy, ừ. Đông dân khu ấy, em ở đấy. Thế à? Em ở bên, bên trên cây xăng là cứu lắm, nó mà đi vào ấy. À thế à? Bên cây xăng không? Vào. Không. Tức là em ở cái chỗ, đỉnh dốc là chỗ, chỗ đấy, trường học đấy hả? Bên trên trường học một tí, trường học à. Ba. À, cái trường nội trú đấy hả? Trường cấp 3 đấy. À, đấy là, à, đấy là nhà em chỗ đấy gì? Vâng. Ờ, thế thì cũng gần đây nhỉ? Còn gì nữa? Ờ thì cách đây khoảng tầm 5 cây chứ mấy. À dạ. tầm đấy 5 cây. 5 7 cây chứ mấy. Ờ. Em là gì hai ông bác này là gì cả. Thế á, à đây là bà lúc nãy là bà ngoại đấy. Thế à? Bà ngoại xịn đấy. Bà ngoại xịn này. Anh này giới thiệu với cả lớp em chưa có vợ đâu. Thế bây giờ phải làm xịn thì phải nói xịn chứ đúng không? Mổ đâu? Chị ở Hà Nội mổ gà đây tiện là coi như là cứ cho vào dòng suối rửa luôn như này. Cái nước này nó tự nhiên ấy. Xong lại cũng chả phải dọn gì nhờ, nó cứ trôi đi. Em ở ngoài đấy không có nước dùng như này. Hả? Em ở ngoài đấy không có nước dùng như này. Làm cái món gà gì mà phải mổ phanh ra vậy? Thì tí nó luộc thôi. À thế à? Đó, luộc không chặt thôi. Ôi gà ngon thế em ạ. Còn ấy ngon hơn con kia em nhỉ? Có phải tóc hương đâu mà về mổ kiểu kia. Ờ. Này cái con ấy là ngon hơn con kia ấy nhỉ? Con nào? Cái con em đang làm ấy. Con này á, con này con ấy đàn ông đứng cực mà đây này. À tức là con sống. Trông nó chắc nhỉ? Đây, rõ kìa. Ờ. Sống như cái gì? Ờ, con gà sống. Mình làm cho nó chết như cái gì đâu. Con gà sống chị lại không biết đâu mà em lại còn nói. Tiện không? Lấy luôn nước suối ở trên suối xuống rồi rửa gà. À, chị có gà trực tiếp đi. Hay thật đấy. Cái này là người thuật việc thuật mà. Ừ. Con ấy ngon đấy em ạ. Con ấy chắc thịt lắm. Thịt nó chắc nhờ. Bây giờ đàn ông cái cực ấy nhìn. Chị nhìn cứ như là thịt trâu ấy, nó đỏ đỏ kia em nhìn kìa. Ở dưới kia thì ít khi mua được cái gà này lắm. Ui, gà này thật ra là cũng hiếm có lắm. Trên này lắm lúc người ta còn tán thèm ấy. À. Không nói gì Hà Nội. Ừ. Nhưng mà nếu như mà cứ phải cho du khách ăn được gà ngon thật đi thì người ta mới nhớ mãi được em ạ. Chứ còn mình... Một lần chị cũng nhớ không? Đấy. Thì bây giờ chị ăn nhiều bản. Không biết tí nữa chị có được ăn gà ngon không? Người khác đúng không? À, tí nữa không biết chị có được ăn gà ngon không? Hôm nay nhà ngoại thì lấy từ hôm qua có 20 cân, 30 cân. Ừ.